Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực tế cho thấy những vụ án do đồng tính nam gây nên trong thời gian gần đây ngày càng trở nên nghiêm trọng và có hậu quả đáng sợ. Những cặp đồng tính nam đến với nhau bởi khát tình. Tuy nhiên, sau cuộc yêu, có không ít người đã bị bạn tình sát hại dã man. Sau đây hãy cùng chúng tôi nhìn lại những vụ sát hại bạn tình đồng tính gây rúng động dư luận. Vụ án xảy ra sáng ngày 25 tháng 12 năm 2012 tại một con hẻm ở phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chỉ sau 24 giờ, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an Đồng Nai đã phá được án và bắt giữ hung thủ. Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ án giết người chặt xác này có tính chất rất nghiêm trọng, thủ đoạn dã man gây chấn động cho người dân. Ban giám đốc Công an tỉnh đã đề ra mục tiêu phá án nhanh, đơn vị đã được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an khen thưởng. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ xem đó là chiến công mà xác định đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn lực lượng. Khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2012, trong không khí se lạnh của buổi sáng Giáng sinh, một số người dân sống tại con hẻm thuộc khu phố 2, phường Bình Đa đi tập thể dục thì hoảng hốt phát hiện hai bao tải rỉ ra máu tươi nằm ở vệ cỏ ven đường. Kiểm tra, mọi người kinh hồn bạt vía khi thấy trong bao tải là xác của một đàn ông bị phẫu thuật thành nhiều khúc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua giám định pháp y, cơ quan điều tra nhận định đây là thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Hung thủ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, kẻ thủ ác phẫu thuật nạn nhân thành nhiều mảnh vô cùng tàn độc nhằm phi tang. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, một trong những người trực tiếp điều tra vụ án nhớ lại. Nạn nhân bị cắt rời, không có giấy tờ tùy thân, dấu vân tay của nạn nhân được kiểm tra, nhưng không trùng khớp với những hồ sơ lưu giữ trên hệ thống, khiến cho việc xác định nhân thân rất khó khăn. Khi mọi hướng điều tra đều rơi vào ngõ cụt, thì ban chuyên án bất ngờ được một người dân sống gần hiện trường báo tin, nhìn thấy hai thanh niên chạy xe máy gần hiện trường vào lúc rạng sáng xảy ra sự việc. Xem xét lại hiện trường, các điều tra viên chỉ cho thấy có một con hẻm duy nhất dẫn tới đây. Từ đó, ban chuyên án nhận định nơi nạn nhân bị sát hại nằm không xa hiện trường phát hiện hai bao tải chứa thi thể. Các khu vực dân cư lân cận ngay lập tức được khoanh vùng để truy tìm hung thủ và địa điểm nạn nhân bị sát hại. Hàng chục điều tra viên và trinh sát giỏi đã được huy động để kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Các thùng rác, bãi rác trong khu dân cư cũng được lật tung để lần tìm dấu vết. Những nỗ lực không biết mệt mỏi trên của cơ quan công an đã có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, một trinh sát phát hiện vết máu nhỏ đã khô trước cửa phòng trọ của Ngô Văn Tâm, 19 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, Trần Tự Điển, quê tỉnh Bạc Liêu và Bùi Thanh Liêm, quê tỉnh Bến Tre. Phòng trọ này cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân 500m. Xem ảnh của nạn nhân do công an cung cấp, chủ nhà trọ xác định đó là anh Bùi Thanh Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm và Điển không có mặt tại phòng trọ. Khi cửa phòng trọ vừa mở thì một mùi tanh lợm của máu xộc vào mũi mọi người bởi dưới nền gạch và tường có rất nhiều vết máu chưa khô. Trong nhà vệ sinh, công an còn thu được mảnh xương sụn nghi của nạn nhân. Hai người ở trọ chung với anh Liêm là Tâm và Điển được khoanh vùng nghi can số 1 của vụ án. Công an tập trung lực lượng để truy tìm hai nghi can này. Hàng chục điều tra viên và trinh sát giỏi đã được huy động để kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Các thùng rác, bãi rác trong khu dân cư cũng được lật tung để lần tìm dấu vết. Những nỗ lực không biết mệt mỏi trên của cơ quan công an đã có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, một trinh sát phát hiện vết máu nhỏ đã khô trước cửa phòng trọ của Ngô Văn Tâm, 19 tuổi, quê Trà Vinh, Trần Tự Điển, quê Bạc Liêu và Bùi Thanh Liêm, quê tỉnh Bến Tre. Phòng trọ này cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân 500m. Xem ảnh của nạn nhân do công an cung cấp, chủ nhà trọ xác nhận đó là anh Bùi Thanh Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm và Điền không có mặt tại phòng trọ. Khi cửa phòng trọ vừa mở thì một mùi tanh lượm của máu xộc vào mũi mọi người bởi dưới nền gạch và tường có rất nhiều vết máu chưa khô. Trong nhà vệ sinh, công an còn thu được mảnh xương sụn nghi của nạn nhân. Hai người ở trọ chung với anh Liêm là Tâm và Điển được khoanh vùng nghi can số 1 của vụ án. Công an tập trung lực lượng để truy tìm hai nghi can này. Đến 5 giờ ngày 26 tháng 12, công an phát hiện Tâm khi người này đang ngồi uống nước tại quán vỉa hè gần khu công nghiệp Biên Hòa 1. Trong khi đó, Điển cũng bị phát hiện khi đang trốn tại phòng trọ một người bạn gần hiện trường. Cả hai được cơ quan công an mới lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tâm và Điển khai nhận trong quá trình ở chung, Liêm là người đồng tính nên thường xuyên dụ dỗ Tâm và Điển quan hệ. Liêm hứa sẽ cho hai thanh niên này số tiền 500 triệu đồng. Tâm và Điển phục vụ Liêm nhiều lần nhưng không được trả tiền nên đã lập kế hoạch trả thù. 23 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2012,
Thấy Liêm về nhà trong tình trạng say rượu nên Tâm và Điền đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực anh ta, làm nạn nhân tắc thở. Sau khi sát hại người đồng tính, hai hung thủ tháo khớp tay, chân, phân nhỏ thi thể nạn nhân rồi dùng xe máy chở đến hẻm thuộc khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa phi tang. Liên quan đến vụ án trong phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người cướp tài sản tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình đối với hai bị cáo Ngô Văn Tâm và Trần Tự Điển với hai tội danh giết người, cướp tài sản. Đây là vụ trọng án giết người chặt xác từng gây rúng động dư luận trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào cuối năm 2012. Hàng trăm người dân đã đến tham dự phiên tòa. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên không thừa nhận chi tiết đã quan hệ cùng giới với anh Liêm như đại diện Viện Kiểm sát công bố trong cáo trạng. Xét thấy hành vi giết người của hai bị cáo hết sức man dợ, gây phẫn nộ dư luận, thể hiện các bị cáo đã mất hết nhân tính, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng, nên hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình về tội danh giết người cho cả hai bị cáo, 8 năm tù cho Ngô Văn Tâm, 7 năm tù cho Trần Tự Điển về tội danh cướp tài sản. Tổng hình phạt mà hai bị cáo phải nhận là tử hình. Ngày 28 tháng 1 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình, 19 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, phạm tội giết người và cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là dã man, chỉ vì lòng tham mà xuống tay sát hại người vô tội để cướp của. Tuy nhiên, do khi gây án, Bình chưa đầy 18 tuổi, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người, 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Bình phải chấp hành là 18 năm tù giam, mức án cao nhất cho người chưa thành niên. Theo cáo trạng, ngày 9 tháng 10 năm 2013, anh Trần Thanh Vui gặp Bình tại công viên 23 tháng 9, quận 1. Thấy Bình dễ nhìn, người đàn ông đồng tính bắt chuyện rồi làm quen, rủ thanh niên này đi chơi. Sau đó hai người thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Anh Vui hứa cho tiền để quan hệ đồng giới với Bình. Sáng hôm sau, anh Vui đưa Bình đến siêu thị gần sân bay Tân Sơn Nhất cho 50.000 đồng và hứa đến chiều quay lại đón. Lúc này, Bình nảy sinh ý định giết bạn tình để cướp tài sản nên đã mua dao bấm giấu vào người. Chiều tối cùng ngày, anh Vui chạy xe máy đến đón Bình đi ăn uống rồi đến nhà trọ trên phường 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thấy anh Vui coi tivi không chú ý, Bình đã rút dao ra đâm một nhát vào cổ người đàn ông này. Nạn nhân vùng dậy chống trả, liền bị hung thủ đâm thêm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bình lục bóp, bên trong có 450.000 đồng, giấy tờ xe cùng điện thoại di động rồi kéo xác nạn nhân vào nhà tắm. Sau đó Bình lấy xe máy của anh Vui tẩu thoát. Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2013, nhân viên nhà trọ đi làm vệ sinh, phát hiện có người bị đâm chết nên trình báo công an. Hung thủ chạy xe máy của nạn nhân về nhà ở huyện Cần Giờ. Sau khi tiêu xài hết số tài sản cướp được, Bình bỏ nhà sống lang thang nhiều nơi. Ngày 12 tháng 1 năm 2014, thanh niên này cùng anh trai đến thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thuê phòng trọ sống. 5 ngày sau, hung thủ bị công an bắt giữ. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Quách Phước Hồ Tây, 23 tuổi, ngụ ở Đồng Nai. Trước đó, phiên sơ thẩm, Tây bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Dù sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn, cha bỏ đi, mẹ con Tây tự giàu cháu nuôi nhau, nhưng anh ta vẫn được mẹ và các anh chị lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Tốt nghiệp cấp 3, trúng tuyển vào trường Trung cấp Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Tây khăn gói lên thành phố trọ học. Tuy vẻ ngoài hơi xù xì, nhưng trái tim của Tây chỉ rung cảm với bạn đồng giới. Sợ bị người thân bạn bè xa lánh, Tây lén lút vào các trang mạng dành cho người đồng tính nam để làm quen với những người đồng tính như mình. Tháng 6 năm 2016, thông qua mạng Hornet, trang mạng dành cho người đồng tính nam, Tây làm quen với ông Les Alex, quốc tịch Úc, là chủ một công ty chuyên tư vấn du học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Alex thường xuyên nhắn tin rủ Tây tới nhà mình chơi. Khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2016, Alex nhắn tin gọi Tây tới nhà và cho biết mình sắp đi nước ngoài công tác, muốn đưa Tây đi cùng, nhưng với điều kiện Tây phải cho Alex quan hệ tình dục. Nghĩ tới chuyến đi nước ngoài miễn phí, Tây vội vã nhận lời. Trước khi hành sự, Alex đề nghị quan hệ tình dục kiểu mới để tạo cảm giác lạ. Rồi anh này lấy dây điện thoại, băng keo trói chân tay Tây lại. Trong lúc quan hệ, do bị đau, Tây yêu cầu Alex dừng lại, nhưng anh này không đồng ý. Sau khi thỏa mãn, Tây yêu cầu mãi, Alex mới cười trói trò.
tức giận vì hành vi thô bạo của người tình, Tây chồm lên đấm liên tiếp vào mặt Alex. Bị đánh bất ngờ, Alex đe dọa sẽ báo công an. Nghe vậy, Tây xông tới đánh và bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, rồi lấy quần lót nhét vào miệng Alex. Thấy người tình đã chết, Tây liền lục túi sách của nạn nhân, lấy đi 2 điện thoại iPhone, dây chuyền, nhẫn đeo tay và 7 triệu đồng cùng nhiều tài sản ngoại tệ khác. Sau đó chạy xuống lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát. Ngày hôm sau, phát hiện thấy trong điện thoại của Alex cài sẵn tài khoản thanh toán qua thẻ Visa card, nên gã này đặt mua chiếc điện thoại có giá hơn 18 triệu đồng. Tiếp đó, gã định sử dụng thẻ để mua hàng thì bị gia đình Alex phát hiện, ngăn chặn việc giao dịch bằng thẻ. Sau gần 3 tháng gây án, ngày 3 tháng 10 năm 2016, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp. Tại phiên tòa hôm nay, Tây tỏ ra ăn năn về hành vi của mình, nhưng vẫn khẳng định do bị Alex dùng bạo lực nên cảm thấy đau đớn và nhục nhã nên mới đánh trả, chứ không cố ý giết chết nạn nhân. Xét thấy, khi bị cáo gây án vẫn còn non nớt, chưa va chạm nhiều với xã hội, gia đình đã khắc phục được một phần hậu quả cho bị hại, nên hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, từ tù chung thân xuống còn 20 năm về tội giết người, nhưng vẫn giữ nguyên mức án 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho hai tội mà bị cáo Tây phải chịu là 24 năm tù. Nghe em trai được giảm án, một người chị của Tây chạy vội ra khỏi phòng xét xử bật khóc, hai tay vái lại trời Phật. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.